Chào mừng các bạn đã đến với video đầu năm mới của Trinh. Và trong cái video này là một video rất là đặc biệt, bởi vì hôm qua là sinh nhật Trinh và Trinh được nhận một món quà gửi từ Bình Dương của giám đốc khu vực Son Rosy Ngọc Trần, và chị ấy nhờ shipper để giao tới tận nhà của Trinh luôn. Rất là hạnh phúc, bởi vì nghĩ là đi lấy hàng nhưng mà chị lại đem cái món quà này, và chị nói là tặng boss sinh nhật, chúc em ngày càng thành công hơn nữa. Cho nên là bây giờ chúng đã để dành món quà để hôm nay mình làm một cái video đặt hộp, cũng như là cảm ơn chị Ngọc Trần đã nhớ đến sinh nhật của em. Vì Trinh với con của chị Ngọc là có ngày sinh giống nhau, cho nên là cứ mỗi lần sinh nhật của Kim là chị biết cũng là sinh nhật của bác Trinh. Bây giờ chị sẽ mở cho các bạn xem nha. Coi như là tò mò từ hôm qua tới giờ luôn, nhưng mà nó là để hôm nay mở, bởi vì hôm qua mọi người chúc mừng rất là nhiều thì nếu mà đăng lên sẽ bị trôi. Mở ra là có một bức thiệp luôn: má mẹ Ngọc Trần chúc sinh nhật boss, chúc boss luôn xinh đẹp, gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp của mình. Ngọc Trần, đây là một cái thiệp, bạn đợi chút một xíu nha. Không biết ai gói quà mà gói siêu đẹp luôn cả nhà ơi. Đây là một cái hộp xinh, Trinh nghĩ có thể là một cái túi xách, mà không biết là cái gì nữa, Trinh sẽ mở cho các bạn xem nha. Đây, rất là đẹp luôn cả nhà ơi, một chiếc túi xách hình như là màu vàng. Tại vì hệ thống Rosy là rất là hiểu Trinh luôn, bởi vì cái gì của Trinh cũng màu vàng và màu đỏ hết, quá là xinh như thế này. Trời ơi, dễ thương quá. Đây là một chiếc túi xách vô cùng sang trọng và siêu cute của má mì tặng luôn. Đây, rất là đẹp, để Trinh nghiên cứu mở như thế nào. Tại vì mỗi hãng là có một cái riêng. Đây, một cái túi xách màu vàng siêu đẹp của má mì gửi tặng cho Trinh, rất là thích luôn. Hôm qua là khui quà cái đầm màu vàng này của chị Liên tặng sinh nhật, rồi thêm nữa là má mì tặng một cái giỏ màu vàng nữa hợp với bộ đồ luôn, rất là đẹp như thế này. Cảm ơn má mì Ngọc Trần rất là nhiều, em thích lắm á nghe, tại vì nó quá dễ thương luôn, cái kiểu này Trinh cũng chưa có nữa, đẹp quá. Có này là đựng được cái điện thoại với tiền với son thôi, đựng vàng được rồi, rất là đẹp. Cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều nha. Và hôm qua Trinh còn nhận được một bó hoa xinh đẹp này nè, bó hoa xinh đẹp này của bạn Thúy nhà phân phối Kim Cương, và cái đầm này là của chị Liên quận 10 cũng nhà phân phối Kim Cương, rất là đẹp. Và cảm ơn đại gia đình đã dành cho Trinh những lời chúc vô cùng ý nghĩa tuyệt vời trong ngày sinh nhật đặc biệt như thế này. Và mình xin hứa sẽ luôn lan tỏa những giá trị tuyệt vời nhất cho toàn hệ thống Son Rosy. Xin chào.